chương 391, giao chiến, 3. Bùng, bùng, bùng. Trời cao trung không ngừng có biến dị giả thú nhảy xuống, nhấc lên thật lớn bọc sóng cùng bùng, bùng tiếng vang. Những cái đó chiến địa các phóng viên, dơ lên cao trong tay camera, đem một màn này lục hạ, hơn nửa loại này thời điểm, bọn họ căn bản là không có tâm tình đi hảo hảo ở hiện trường giải thích, một đám trong miệng không ngừng chua lên. Mười mấy mét lớn lên cự mãn, bán cát, này cũng quá lớn đi. Xà giống như có thể bơi lội, bọn họ tiến vào trong biển sau, chúng ta bên này con thuyền, sẽ trở thành bọn họ tốt nhất ván cầu. Đáng chết, không ngừng là xà, còn có cái khác biến dị giả thú. Những cái đó quái vật toàn bộ đều nhảy xuống tới. Mau xem, còn có thật nhiều biến dị loài chim A. Theo này đó chiến địa các phóng viên tiếng hô xuất hiện, những cái đó quay chụp đến hình ảnh cũng không ngừng lay động lên, một ít bắn khởi nước biển, đem camera cấp xối, toàn cầu các võng hữu, cách màn hình đều có thể cảm nhận được hiện trường thảm thiết hình ảnh. Đương nhiên, chiến địa các phóng viên quay chụp đến hình ảnh quá cực hạn những cái đó ở tây bộ hải vực mặt trên trận địa sẵn sàng đón quân địch các quân quan xuyên thấu qua kính viễn vọng cùng radar rà quét nhìn đến hình ảnh càng thêm đáng sợ vèo vèo đầu tiên là đại lượng biến dị chim bay dùng sắc bén móng vuốt bắt lấy cái khác vô pháp phi hành biến dị lũ giả thú hoa phá trường không động tác lưu loát tránh né nhân loại vũ khí nóng tiến công đem biến dị giả thú đưa đến nhân loại ngừng ở biển rộng thượng chiến hạm thậm chí tàu sân bay phía trên ầm 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 bùng bùng ngay sau đó một ít có thể ở trong nước hoạt động một đoạn thời gian biến dị lũ giả thú, còn lại là trực tiếp từ trên cao nhảy vào trong nước biển. Mặt biển thượng bọc sóng cùng vang lớn không ngừng. Không trung là rậm rạp to lớn loài chim bay, trong nước biển không phải thật lớn mảng xà, chính là các loại hung mảnh giả thú, vừa rồi bởi vì nhân loại bên này không ngừng khai hỏa, dẫn tới hải vực trên không toàn bộ đều là nồng đậm khói đen, trong không khí khói thuốc súng hương vị càng là nồng đậm thật sự. Mễ quốc lớn nhất tàu sân bay, dấu khai căng thượng. Liên quân tổng chỉ huy môn la cùng một chúng quan lớn nhóm, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Môn La thượng tướng, những cái đó biến dị lũ giả thú rất có khả năng sẽ tiến vào dấu khai căn tàu sân bay, chúng ta tàu sân bay có hai tòa lò phản ứng hạt nhân, hơn nữa thường trú 8 oo binh lính, một khi bị chúng nó xâm lấn sinh hạch tiết lộ nói, chung quanh đại lượng chiến hạm đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, hiện tại chúng ta cần thiết ngăn cản bọn họ đi lên, đồng thời cùng bọn họ đối chiến. Một người quan lớn nhìn về phía Môn La, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Liền ở vừa rồi, hắn thông qua tàu sân bay video giám sát, rõ ràng nhìn đến ở dấu khai căn bên cạnh xuất hiện vài điều thật lớn mãn xà. Khi lạnh băng ánh mắt, màu đỏ tươi tinh tử, làm hắn chỉ cần nhớ tới liền cảm giác trong lòng mau. Hiện tại vấn đề là như thế nào ngăn cản? Chúng ta sức chiến đấu đích xác phi sung túc, nhưng là hiện tại, có một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, lần này liên quân số lượng thật sự là quá nhiều, nếu vẫn như cũ không kiên nể gì đối những cái đó biến dị giả thú tiến hành công kích, lúc này trực tiếp dẫn tới chúng ta nhân loại cũng sẽ đã chịu trình độ nhất định uy hiếp. Bên cạnh, lại một người quan lớn mở miệng, cao mày, vô cùng ngưng trọng. Từ lúc bắt đầu chúng ta liền sai rồi, có chút thời điểm, người nhiều, cũng không phải ưu thế, còn sẽ hạn chế chúng ta hành động, hiện tại muốn tiếp tục giao chiến nói, đại hình vũ khí thực hiển nhiên không dùng được, chỉ có thể sử dụng súng ống cùng với đạn xuyên thép loại này vũ khí. Môn la phản ứng độ phi thường mau, nhìn ra mấu chốt sau, hắn cũng chậm rãi mở miệng. Bất luận cái gì sinh vật, đôi mắt tuyệt đối đều là nhược điểm nơi. Lập tức truyền lệnh đi xuống, đối không trung những cái đó, phi thuyền, tiếp tục công kích, mặt khác, phàm là tiến vào biển rộng chung hoặc là chạy tới chúng ta nhân loại chiến hạm mặt trên biến dị lũ giả thú giống nhau chọn dùng ngăn chặn thương cùng đạn xuyên thép tới đã kích nhắm chuẩn bọn họ đôi mắt môn la bổ sung nói là 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 chung quanh những cái đó quan lớn nhóm hai mắt tất cả đều sáng ngời lập tức đáp ứng ngay sau đó này nói mệnh lệnh bằng mau độ truyền tới mỗi một người liên quân nhóm tai nghe bên trong anh viết là mễ quốc hải quân 6 chiến đội trung tinh anh thành viên thân cao một m 99 thân thể cơ bắp chật ních tràn ngập bạo lực mặc kệ là ở cá nhân vật lộn phương diện vẫn là ở xạ kích phương diện hắn đều có cực kỳ cường đại thiên phú đã từng càng là đi theo mễ quốc tham gia quá vài tràng chiến tranh trong tay sở nắm mạng người ít nhất ở 100 trở lên bị các chiến hữu diễn xưng là máu lạnh con bò cạp nhưng mà giờ phút này một con thuyền tuần tra hạm thượng an vít phủ phục ở bông tàu thượng tay cầm một phen trọng hình ngăn chặn thương trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mạo hai mắt hiếp lại Hàm răng đều ở rất nhỏ rung rẩy, căn bản không có thân là máu lạnh con bò cặp cái loại này bình tĩnh. Bên cạnh là hắn một người đồng bạn, thấy như vậy một màn khi, cảm thấy phi thường không thể lý giải. An Viết, không đến mức như vậy đi. Chúng ta chính là trời sinh chiến sĩ, tử vong đối chúng ta mà nói, căn bản không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp. Làm một người ngăn chặn tay, bất luận cái gì thời điểm đều không thể khẩn trương. Đồng bạn thanh âm phi thường kinh ngạc. Ngươi nhìn xem phía trước. Nếu là phía trước An Viết khẳng định sẽ lập tức điều chỉnh tâm thái, hoặc là phản bác, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là đánh rung rung toát ra như vậy mấy chữ tới, căn bản không có quá nhiều giải thích. Tuy rằng những cái đó quái vật đều lại đây, nhưng là cũng không đến mức đi. Đồng bạn lắc đầu, nhưng là vẫn là quyết đoán cầm lấy tùy thân mang theo quân dụng kính viễn vọng, theo An Viết ánh mắt nhìn qua đi. Đương thấy rõ ràng phía trước mục tiêu sau. Gia hỏa này, hai mắt trừng lớn, miệng mở ra, sắc mặt nháy mắt liền biến thành thảm bạch sắc. Thiên, thiên nột, đây là cái gì quái vật? An viết, ngươi, ngươi mau xạ kích, nhất định phải giết chết hắn. Thân thể không tự giác lui về phía sau. Trầm. Một cái lão đảo, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Trong tay quân dụng kính viễn vọng cũng rớt, thanh âm nói lắp đối với An viết kêu to. Tầm mắt bên trong. Đó là một đầu toàn thân màu đen giả lan. Giả lan thân thể chiều dài ít nhất ở 5 mét trở lên. Thân thể độ cao càng là đạt tới 2 mét. Màu đen mau ở tối tăm ánh sáng trung, phóng thích lạnh băng ánh sáng. Tán u quan đôi mắt, mở miệng thời điểm, lộ ra tới kia sắc bén hàm răng. Mà chân chính làm An Viết cùng hắn đồng bạn khiếp sợ chính là Này đầu biến dị giả lan Đang ở phi nước đại chạy vội, ngừng ở tây bộ hải vực mặt trên những nhân loại này chiến hạm cùng con thuyền Toàn bộ đều trở thành hắn ván tàu mỗi một lần nhảy lên, ít nhất đều là 50 nhiều mễ xa, phản phất bay lên Hình ảnh này quá có chấn động tính Tuy là An Viết cùng hắn đồng bạn, đã từng dính đầy vô số nhân loại máu tươi, cũng bị sợ tới mức không nhẹ Ta biết nên làm như thế nào đáng chết. Vừa rồi mặt trên đã hạ đặt mệnh lệnh, bất luận cái gì sinh vật nhược điểm, đều ở đôi mắt, chỉ là gia hỏa này độ thật sự là quá nhanh, ta căn bản vô pháp nhắm chuẩn. Hiện đồng bạn kia chật vật bộ dáng, an viết cắn răng, nỗ lực làm chính mình tâm thái bình tĩnh. Một giây. Hai giây. hưu. Rốt cuộc, đương trong tầm mắt, kia đầu mau chạy vội biến dị giả lan lộ ra khoảng cách nháy mắt, an viết thấu động cò súng. Một tiếng trải qua đặt thù tiêu âm viên đạn, tấp bay đi ra ngoài. Chương 392, Giao chiến 4. Mỹ quốc tây bộ hải vực. Trừ bỏ đại lượng chiến địa phóng viên ở ngoài, các đại quốc gia vệ tinh cũng toàn bộ tập trung ở trên không, đối nơi này tiến hành toàn diện theo dõi. Tuy rằng chiến tranh mây đen dăng đầy, nhưng không ngừng có đại lượng cao thanh video đoạn ngắn truyền trở về. Hoa Hạ quốc đều. Sự tình triển tới rồi này một bước lúc sau, trừ phi là ẩn cư núi rừng không hỏi thế sự ẩn sĩ ở ngoài, cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ người trong nước đều đã biết nhân loại đang ở cùng thần thú văn Minh tiến hành cuối cùng giao chiến khi xa hoa biệt thự bên trong, diệp sơn cũng ở thông qua các nhà truyền thông lớn vệ tinh video quan kháng mới nhất hình ảnh quá nhanh bọn người kia nhóm quá cường đi trực tiếp ở chiến hạm thượng nhảy tới nhảy lui những cái đó quân nhân nhóm căn bản không có bất luận cái gì chống cự lực lượng đáng chết nhân loại sẽ không thật sự xong đời đi đương nhìn đến mới nhất video trung vô số sư tử lão hổ giả lan thậm chí là biến dị cậu ở nhân loại chiến hạm đi lên đi tự do tùy ý bay vọt sau Diệp Sơn trên mặt cơ bắp đều vặn vẹo ở cùng nhau, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bạch bạch bạch. Không ngừng click mở video. Ngón tay ở trên bàn phím, bạch 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 gõ. Liền ở Diệp Sơn cảm thấy nhân loại mau xong, trong đầu cân nhắc chính mình kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm, một cái hoàn toàn mới video, làm hắn trừng lớn trong mắt, mau tuyệt vọng hai mắt, thế nhưng xuất hiện rất nhiều vui mừng. Cổ Nguyệt, đó là Cổ Nguyệt. Nữ nhân này thế nhưng cũng đi tham chiến hơn nữa vẫn là đi theo những cái đó bọn quái vật ở bên nhau, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Có nàng ở nói, đến lúc đó liền tính những cái đó quái vật đánh bại nhân loại, ta cũng có sống sót hy vọng a. À. Video trung, cổ nguyệt ngồi xếp bằng ở huyết nguyệt phía sau lưng thượng ở không trung không ngừng lướt đi. Huyết nguyệt cường đại lợi trảo, thỉnh thoảng đánh rơi mấy giá chiến đấu cơ. Hình ảnh này vừa lúc bị một viên vệ tinh quay chụp đến, hơn nữa truyền tới trên mạng. Giờ khắc này, không ngừng là Diệp Sơn đánh lên bàn tính nhỏ không ít tự cho là thông minh nhân loại, nhìn đến cổ nguyệt thời điểm, trong đầu, tất cả đều bản năng xuất hiện tân ý tưởng. Nữ nhân này có thể gia nhập biến dị giả thú quân đoàn, ta đây cũng có thể gia nhập. Đúng đúng. Chúng ta có thể những cái đó biến dị giả thú kề vai chiến đấu. Chỉ cần bất tử, làm ta làm cái gì đều có thể. Cái gì chủng tộc bất đồng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi mẹ nó, ta cảm thấy liền tính thật sự bị này đó bọn quái vật thống trị, cũng không có gì xem không tốt, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể giống thuần long đại sư giống nhau, lộng một ít biến dị loài chim đương tọa kỵ đâu. Trên mạng, như vậy thanh âm bắt đầu không ngừng xuất hiện. Mà ở Hoa Hạ Quốc, đều, khoảng cách Diệp Sơn cách đó không xa mặt khác một căn biệt thự trung. Diệp Quần, Ngô Liên hai người cũng ở vội vàng chú ý mới nhất tin tức. Đang lúc bọn họ nhìn đến cổ nguyệt ngồi ở huyết nguyệt trên người, ở mễ quốc tây bộ hải vực trên chiến trường xuyên qua khi, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Diệp Sơn đánh tới. Chuyển được. Ba mẹ, các ngươi đều thấy được đi cổ nguyệt là cổ nguyệt nàng không biết dùng cái gì thủ đoạn cùng những cái đó bọn quái vật làm ở cùng nhau nếu nhân loại đến lúc đó thua nói các ngươi nhưng nhất định phải giúp ta chỉ cần có nàng mở miệng chúng ta người một nhà toàn bộ đều có thể hảo hảo sống sót thậm chí sống được so trước kia càng tốt điện thoại vừa mới chuyển được đó là truyền đến một trận điên cuồng thanh âm gọi điện thoại người đúng là diệp sơn phía trước bởi vì trước sau vô pháp được đến cổ nguyệt hắn đem này đuổi ra công ty hiện tại vì mạng sống thế nhưng năng nỉ cha mẹ đi cầu tình. Nàng đã không phải cổ nguyệt, Diệp Sơn, ngươi bình tĩnh một chút. Diệp Quần nắm điện thoại, tay rung nhẹ nhẹ, đồng thời cũng đang nhìn video. Video trung, cổ nguyệt vẽ mặt lạnh nhạt, ngồi ở huyết nguyệt trên người, nhìn đến nhân loại những cái đó chiến đấu cơ bị công kích khi, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi, hắn liếc mắt một cái liền có thể xác định, hiện tại cổ nguyệt cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bất quá. Mặc kệ tình huống thế nào. Cổ nguyệt xuất hiện, đã lặng yên ở vô số nhân loại nhóm trong đầu kế vào hoàn toàn mới ý tưởng. Mễ quốc, tây bộ hải vực phía trên. Hưu. Từng viên viên đạn ở chỗ trống vẽ ra dấu vết. Thật đúng là đừng nói, môn la biện pháp phi thường hiệu quả, đưa một ít quân nhân nhóm đánh trúng biến dị lũ giả thú đôi mắt khi, tuy rằng vô pháp đem này giết chết, nhưng là có thể làm biến dị giả thú nháy mắt nháy mắt mất khống chế ngã quỵ, nhất thời thật đúng là khởi tới rồi một ít tác dụng. Phản kích. Đại gia tiếp tục thường, không phải sợ tiếp tục xả kích bọn họ đôi mắt. Nhìn thấy hữu hiệu, này đó liên quân nhóm càng thêm điên cuồng. Lộc cộc. Viên đạn không muốn sống bắt đầu bắn. Nguyên bản thế tới rào rạc biến dị giả thú quân đoàn, tại đây loại ngăn chặn hạ, tiến công thế dần dần thả chậm không ít. Trống. Kim sư tử trực tiếp nhảy ở một tàu chiến hạm thượng. Thật lớn thân hình, đem kia chiến hạm đều cấp ép vào trong nước gần một mét bao sâu. Nhìn đến không ít biến dị giả thú bị thương, trong miệng của hắn tuôn ra một trận gào rống, ngay sau đó, hàng khàng tiếng Anh, từ trong miệng của hắn ra, sở hữu biến dị lũ giả thú đều nghe, thông qua cắn nuốt con mồi, chỉ cần ngươi còn sống, bất luận cái gì thương thế đều có thể tấn khôi phục, đây là tiến hóa dược tề cường đại chỗ, đôi mắt bị bắn trúng sao, không cần sợ hãi, bảo trì bình tĩnh, lợi dụng cứu giác tìm kiếm con mồi là được. Trống rống rống, Thanh âm phi thường đại. Thậm chí áp qua lửa đạn thanh âm, truyền tới mỗi một đầu bị thương biến dị giả thú trong đầu. Nguyên bản cho rằng chiếm cứ ưu thế, tìm kiếm đến công kích biến dị giả thú bí quyết nhân loại liên quân nhóm, ngay sau đó, toàn bộ đều mộng bức. Những cái đó đôi mắt bị thương giả thú, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. ầm ầm ầm. Ngay sau đó, có lẽ là bởi vì sau khi bị thương sinh ra phẫn nộ, bọn họ một đám trở nên càng thêm tàn bạo, thậm chí là độ, đều tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Răng rắc, răng rắc. Vèo, vèo, vèo. Không cần tầm mắt, trực tiếp thông qua khứu giác dẫn đường, mở miệng, điên cuồng cắn nuốt lên. Đường này đó bị thương biến dị lũ giả thú, không hề cố kỵ, làm lơ tánh mạng, So với phía trước không biết cường đại rồi nhiều ít lần Chỉ là ngay lập tức chi gian Chiến trường tình thế đó là hoàn toàn thay đổi A à. Cứu mạng A à. Một người ngăn chặn tay vừa mới đem một đầu biến dị cẩu trong mắt đánh bạo Ngay sau đó Thân thể đó là cấp này cấp cắn Kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân Tiếng kêu thảm thiết mới ra Cũng đã bị hoàn toàn cắn nuốt Bác ca Giết chết ngươi Lộc cộc Một người đảo quốc binh lính Điên cuồng khấu động cò súng đem một cái biến dị lão thử trên người đánh đến toàn bộ đều là huyết lỗ thủng, nhưng là kia lão thử căn bản không có bất luận cái gì lùi bước. Thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh. Trong chớp mắt, liền đem kia đảo quốc binh lính cấp cắn nuốt. Vương Văn, Kim Sư Tử, Xuân Hoa Thu Nguyệt, tìm hoang mua vui, khải tác bọn họ, tại đây loại thời điểm, cũng toàn bộ đều gia nhập tới rồi chiến trường bên trong. Mà liền ở nhân loại cùng này đó biến dị lũ giả thú đánh túi bụi thời điểm. Ầm ầm ầm. Biển rộng bên trong, đột nhiên ra ầm 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 trầm đục thanh, một cổ vô cùng thật lớn hình tròn cuộn sóng chậm rãi dâng lên, đem hải mặt bằng không ngừng kéo cao. Cùng với loại này tiếng vang, vẫn luôn thẳng chỉ linh hồn chỗ sâu trong tử vong hơi thở, đem toàn bộ chiến trường đều cấp hoàn toàn bao phủ. Chương 393, giao chiến, năm. Đi tìm chết đi. Ghê tẩm nhân loại. Xôn sao. Một tàu chiến hạm thượng, biến dị con khỉ chi vương khải tác, đôi tay nắm lấy một cái đen nhánh sắc xiên xích. Cánh tay vung lên, xiên xích đó là đập ở bông tàu thượng, vẽ ra liên tiếp kịch liệt hỏa hoa, cùng với xôn xao tiếng vang đến nỗi chiến hạm thượng những cái đó quân nhân nhóm đối mặt loại tình huống này khi sắc mặt thanh cắn răng trong tay cầm các loại vũ khí một đám không muốn sống bắn lộc cộc phanh 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 viên đạn ở không trung vẽ ra từng đạo dấu vết đáng chết con khỉ đáng chết chính là ngươi lão tử muốn đem ngươi bắn thành cái ràng hỗn đảng đi tìm chết a à. một bên xả kích những nhân loại này trong miệng một bên gào thét lớn chỉ là này đó viên đạn hoặc là đánh vào khải tác trong tay xiền xích thượng, hoặc là đánh vào khải tác trên người. Khi kịch liệt đau đớn, căn bản vô pháp làm khải tác lui về phía sau, phạm vi là làm này càng thêm phẫn nộ lên. Vèo vèo. Màu đen xiền xích ở không trung tìm chuyển, vèo vèo rung động. Vèo, vèo. Khải tác mau đi tới, dây tiếp theo, tiến vào công kích trong phạm vi lúc sau, phàm là bị xiền xích quét đến nhân loại, nháy mắt đã bị kia thật lớn lực lượng cấp trừ thành thịt nát. Hồng, hoàng, bạch, bắn được đến chỗ đều là. Trong không khí, toàn bộ đều tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi. Đáng sợ nhất chính là, giết chết những nhân loại này đồng thời, khải tác mau bắt đầu cắn nuốt lên, những cái đó bị viên đạn xạ kích ra tới miệng vết thương, theo hắn không ngừng cắn nuốt, lấy mắt thường có thể thấy được độ khép lại. Ác ma. Gia hỏa này là ác ma. Quá cường. Hắn bất quá chính là một đầu con khỉ A. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Bị khải tác xâm lấn chiến hạm trung, chứng kiến đến hắn kia nghịch thiên lực lượng sau, tuyệt đại đa số các nhân loại, ý chí đều ở mau hỏng mất. Bất quá. So với vương văn điên cuồng, khải tác loại này thủ đoạn, tuyệt đối là tiểu đánh tiểu nháo. Trong khoảng thời gian này không ngừng tiến hóa, lớn nhất hình thái vương văn, thân thể chiều dài đạt tới 65 o mễ, thân thể đường kính càng là đạt tới 2 o mễ, này thật lớn thân thể ở biển rộng trung triển khai thời điểm, mễ quốc lớn nhất tàu sân bay giấu khai căng cùng nó so sánh với, cùng món đồ chơi không có bất luận cái gì hai dạng. Xôn sao ầm 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 thân thể ở trong nước biển không ngừng quay cuồng mãnh liệt phàm là gặp được nhân loại chiến hạm khi thật lớn thân thể đó là không chút khách khí quấn quanh đi lên cơ bắp hơi chút dùng một chút lực sắt thép sở kiến tạo chiến hạm đó là giống như đậu hũ giống nhau xôn xao vỡ vụn nhân loại đều hẳn là đi tìm chết suy suy điên cuồng hủy diệt chiến hạm đồng thời vương văn trong miệng tiếng hô không ngừng phàm là nó xuất hiện địa phương nhân loại chiến hạm tránh lóe không kịp bên trong quân nhân nhóm càng là tuyệt vọng tới cực điểm xuân hoa thu nguyệt tìm hoang mua vui này tám điều huyết mãn thân thể có lẽ không có vương văn đại nhưng là lực công kích lại là một chút đều không yếu ở các đại chiến hạm trung xuyên qua khi mỗi một phút mỗi một giây đều có thể tạo thành phạm vi lớn nổ mạnh trừ bỏ khải tác vương văn ở ngoài kim sư tử sở xuất lĩnh biến dị sư tử nhất tộc vào giờ phút này bày ra ra tới lực lượng càng thêm đáng sợ trống 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 này đó biến dị sư tử thân thể nhất lùng đều có năm mễ cao giống như một tòa núi lớn hai chân sau đặng sinh ra bạo lực đáng sợ tới cực điểm nháy mắt liền đem từng chiếc chiến hạm tháp đến dập nát thân thể hóa thành từng đạo kim sắc bóng dáng không kiên nể gì xuyên qua sư tử bản thân chính là thú vương tiến hóa đến loại tình trạng này sau bọn họ lực lượng tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên cơ hồ không có bất kỳ nhân loại nào chiến hạm có thể ngăn cản trụ này đó sư tử nhóm công kích sắc bén móng vuốt còn có trong miệng kia sắc bén hàm răng không ngừng là này đó chiến hạm thắt tinh gặp được nhân loại khi càng là nháy mắt liền xé thành mảnh nhỏ Bất quá, đương nhân loại liên quân cùng biến dị giả thú đàn chiến đấu hoàn toàn triển khai khi. Một cái ở biến dị giả thú đàn trung, vẫn luôn đều chiếm cứ tương đối địa vị thấp chủng tộc, bày ra ra tới không thể tưởng tượng lực lượng. Cái này chủng tộc, đúng là kiến tộc. Sử dụng quá tiến hóa dược tề con kiến nhóm, có được đáng sợ trí tuệ. Hơn nữa tiến hóa lúc sau, bọn họ hình thể, nhỏ nhất giống như nhân loại người trưởng thành nắm tay, lớn một chút giống như mới ra thân trẻ con, lại lớn hơn một chút, hình thể cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Tư 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 bọn người kia nhóm rơi vào nhân loại chiến hạm tàu sân bay lúc sau cánh tay kia khổng lồ lực lượng cùng với trong miệng kia sắc bén răng cưa hoàn toàn là không gì chặn được ầm 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 thậm chí một ít biến dị con kiến nhóm lẻn vào nước biển bên trong lại dùng khổng lồ lực cánh tay giơ lên chiến hạm hung hăng tung ra bằng thấp 10 tấn tính toán chiến hạm ở này đó con kiến nhóm trước mặt yếu ớt bất kham dị tộc điên cuồng còn có khổng lồ lực lượng ở hôm nay trong chiến đấu xem như hoàn toàn làm cho cả biến dị giả thú quân đoàn một lần nữa đổi mới đối này nhận tri. Đương nhiên, đối con kiến sinh ra thật lớn đổi mới, không gì hơn toàn bộ nhân loại. Dấu khai căng thượng, môn la mang theo một đám người loại quan lớn, trong mắt đều mau cấp bạo ra tới. Này đó con kiến, lực lượng cũng quá lớn đi. Có quan lớn sắc mặt bạch, trong miệng kinh hô. Con kiến bản thân là có thể đủ nhẹ nhàng dơ lên quá thân thể trọng lượng 4 o o lần vật thể, này đó con kiến cũng không phải là bình thường cái loại này mặt hàng, hình thể so nhân loại còn đại, lực lượng rút cuộc loại nào trình độ ngẫm lại liền khủng bố đáng sợ nhất chính là con kiến sinh sản độ phi thường mau bên cạnh có người nói tiếp hô hấp dồn dập nghĩ hậu còn không có xuất hiện kia nghĩ hậu bao lớn toàn cầu con kiến số lượng quá nhiều nếu toàn bộ tiến hóa nói nhân loại sẽ không có bất luận cái gì sinh tồn không gian đáng chết khi làm sao bây giờ con kiến nhược điểm ở nơi nào phòng chỉ huy trung đông đảo quan lớn nhóm tất cả đều sôi nổi nghị luận lên Môn La còn lại là nhìn chầm chầm mới nhất truyền quay lại tới video, thật lâu nói không nên lời lời nói. Phía trước biến dị con khỉ, sư tử, lan, xà, đã cũng đủ khủng bố, hiện tại lại xuất hiện đại lượng lực lượng cường con kiến, môn La thấy như vậy một màn sau, vô tận tuyệt vọng ở trong lòng dân lên. Biện pháp Không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu lần này tới Tây Bộ Hải Vực, gần chỉ là bộ phận biến dị giả thú đàn nói, nhân loại văn minh căn bản không có bất luận cái gì đối kháng thủ đoạn, đặc biệt là này đó biến dị con kiến, bọn họ quá khủng bố. Môn la lắc đầu, nhìn về phía này đó quan lớn nhóm thanh âm khàn khàn. Xôn xao. ầm ầm ầm. Nhưng là, liền ở môn la thanh âm rơi xuống khi, đột nhiên toàn bộ dấu khai căng đều kịch liệt chấn động lên. Sao lại thế này? Dấu khai căng gặp tập kích sao? Nên không phải là những cái đó con kiến nhóm vọt tới chúng ta bên này đi. Phòng chỉ huy trung, sợ hãi cảm xúc không ngừng lan tràn. Mà biển rộng chỗ sâu trong nhất lên kia trận sóng lớn, đang ở điên cuồng thổi quét toàn bộ chiến trường đương kia vô hình sát ý phóng thích sau. Mặc kệ là trên chiến trường biến dị giả thú, vẫn là liên quân quân nhân nhóm, tại đây một trận hơi thở điên cùng thổi quét hạ, đều không tự giác dừng công kích, ánh mắt càng là không tự giác hướng tới cùng cái phương hướng bản năng nhìn qua đi. Biển sâu bên trong, một cái màu ngân bạch bóng dáng thoát ẩn thoát hiện. Chương 394, Diệp Bắc xuất hiện cùng năng lực ban cho. Biển rộng trung, giống như có thứ gì muốn xuất hiện. Lâm Tư Đốn, trừng lớn con mắt, trong miệng mất khống chế tự nói, hắn là một người Anh quốc quân nhân, hơn nữa hắn còn có mặt khác một loại thân phận, là quốc gia cao cấp đặc vụ. Mặc kệ là chiến đấu phương diện, vẫn là các loại vũ khí sử dụng phương diện, đều là đứng đầu. Ám sát quá mục tiêu, vượt qua 20 người. Trong đó thậm chí còn từng có ba gã mễ quốc quan lớn, không chút nào khoa trương nói, ở hắn khái niệm trung, bất luận cái gì địch nhân đều là thổ gà ấm sành, bất kha một kích, lần này ở bị Anh quốc phái tới trên chiến trường khi, hắn vẫn là tin tưởng tràn đầy. Nhưng, đương hắn nhìn đến địch nhân nhóm bộ dáng sau, Hắn ý chí gặp đến vô cùng đáng sợ tàn phá. Thân thể phủ phục ở chiến hạm bong tàu thượng, run rẩy đến không được. Vài trăm thước lớn lên mảng xà, mấy chục mét lớn lên sư tử, còn có hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm con kiến, này đó đều thật sâu điên đảo Lâm Tư đốn thế giới quan, làm hắn nắm thương tay, đều đang rung rẩy không ngừng. Nhưng mà, chân chính làm hắn ý chí hỏng mất vẫn là mặt khác một màn, hắn lục soát phủ phục vị trí, thật tốt là chiến hạm bong tàu bên cạnh, hơi chút cúi đầu, là có thể nhìn đến biển rộng trung tình huống. Tầm mắt bên trong bàn bạc nước biển, hướng tới bốn phía cuồn cuộn. Màu ngân bạch thật lớn thân hình, chậm rãi hiện lên. Hảo, thật lớn quái vật. Rốt cuộc là thứ gì, toàn bộ tây bộ hải vực đều chấn động lên, lâm tư đốn đôi mắt càng trừng càng lớn, tràn đầy sợ hãi cùng chấn động. Lộc cộc. Bất quá, trong miệng quát ra này đó thanh âm đồng thời, hắn một phen liền đem bên cạnh ga liên cấp túng đủ rồi, điên cùng khấu động cò súng, hướng tới biển rộng trung bắn. Xôn sao. Hai mắt huyết hồng, đương một thoi đạn toàn bộ bắn xong sau lâm tư đốn lại là phát hiện căn bản vô pháp đối đáy biển kia cự ảnh có bất luận cái gì ảnh hưởng rốt cuộc là cái gì rốt cuộc là cái gì quái vật đáng chết không cần không cần lại đây a à. lâm tư đốn trong miệng thanh âm không ngừng vèo thanh âm này vừa ra dây tiếp theo một cái màu đỏ tươi tinh tử bỗng nhiên từ đáy biển chui ra lâm tư đốn chỉ là cảm giác trước mắt tối sầm ngay sau đó trong thân thể sở hữu lực lượng đều bị nháy mắt trút cạn nháy mắt liền hóa thành kia bóng dáng đồ ăn lâm tư đốn bên này chỉ là toàn bộ tây bộ hải vực một góc thôi Đường biển rộng trung phát sinh chấn động khi tây bộ hải vực mặt trên liên quân ở phản ứng lại đây sau sắc mặt toàn bộ đều là cùng biến khẳng định là biến dị giả thú chi vương ra tới phóng ra ngư lôi nhanh chóng phóng ra toàn bộ đều phóng ra đi ra ngoài dưới nước ra đa đâu ta phải biết rằng chuẩn xác nhất vị trí hỗn đảng trước đánh chết biến dị giả thú chi vương các đại chiến hạm trung các quân quan lớn tiếng kêu thảm thiết cùng rống giận thanh âm không ngừng. So với các nhân loại bi quan, biến dị giả thú đàn nhóm tại đây loại thời điểm, lại là hưng phấn tới rồi cực điểm. Vương giống như xuất hiện. Chỉ cần có thể ở đáy biển tự do di động, những nhân loại này nhóm, toàn bộ đều sẽ xong đời. Vương. Khẳng định là Vương. Biến dị giả thú đàn trung, tiếng hô liên tục. Tây bộ hải vực, biển rộng bên trong. Vèo vèo. Diệp bắt thân thể bày biện ra lớn nhất hình thái, 750 mễ lớn lên thân hình, tùy tiện một động tác đơn giản, đều có thể ở trong nước biển nhất lên thật lớn cuộn sóng, lao ra 51 khu khi Diệp bắt là đem Kim Mao tổng thống giấu ở tử vong trong rừng rậm. Bất quá, mặc dù ở hai cái bất đồng không gian trung, dịp bắt vẫn như cũ có thể cùng Kim Mao tổng thống tiến hành câu thông. Nhân loại liên quân, lấy ta tinh thần lực lĩnh vực bao trùm, lần này ước chừng vượt qua 200 vạn số lượng, này phiến hải vực, cơ hồ hội tụ toàn nhân loại sở hữu đã từng triển lãm quá tiên tiến nhất vũ khí, bất quá, Kim Mao tổng thống nên sẽ không đây là ngươi tự tin nơi đi. Diệp Bắc thanh âm ở tử vong trong rừng rậm vang vọng. Nếu nói ở 51 khu trung, Kim Mao Tổng thống vẫn là đối đánh bại biến dị giả thú đàn có nhất định may mắn trong lòng sau, đương Diệp Bắc đem này ném vào tử vong rừng rậm sau, hắn sở hữu may mắn chi tâm toàn bộ không còn sót lại chút gì. Xôn xao Tử vong trong rừng rậm, khi đếm không hết đại thụ, vô số dây đằng ở lay động. Đơn độc tồn tại một cái không gian, lấy nhân loại hiện tại sở nắm giữ vũ khí, đối này không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp đại khái phân tích rõ ràng tình huống nơi này, Kim Mao Tổng thống, thế mới biết phía trước nhân loại sở hữu nỗ lực là cỡ nào ấu trĩ. Đồng thời cũng minh bạch, lúc trước vì cái gì ở Sahara sa mạc thả xuống 100 cái đạn hạt nhân, không có khởi đến bất cứ tác dụng. Ta thua. Nhân loại cũng thua. Nếu sớm biết rằng ngươi có như vậy một mảnh không gian nói, ta căn bản sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Xà thần, hiện tại ta chỉ có một thỉnh cầu, ta hy vọng, chúng ta nhân loại có thể cùng thần thú văn minh hợp tác rốt cuộc chúng ta đều là khởi nguyên với địa cầu, chúng ta hẳn là cùng nhau đối mặt đến từ ngoại tinh văn minh uy hiếp. Kim Mao tổng thống sắc mặt trắng bệch, nói lời này khi, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Ngượng ngùng, ta cũng không phải là cái gì thần thú văn minh, hơn nữa, ta cũng không có tính toán cùng nhân loại có bất luận cái gì hợp tác. Suy suy. Diệp Bắc Thanh âm truyền đến, ngay sau đó, Kim Mao tổng thống trước mặt xuất hiện một đoàn vạn vẹo không gian, hắn còn không có lý giải Diệp Bắc ý tứ trong lời nói, đã bị toàn bộ hút đi vào. Giây tiếp theo, đương kim Mao tổng thống mở to mắt sau, hắn chính thân xử ở một con thuyền, phi thuyền, phía trên. Phía dưới, đúng là lâm vào hỗn chiến trung tây bộ hải vực, hắn sở đứng ở vị trí, vừa lúc có thể thấy rõ ràng tuyệt đại bộ phận chiến tranh trường hợp, cùng với nhìn đến diệp bắc kia thật lớn thân thể từ biển rộng trung bỗng nhiên chui ra. Trước mắt cảnh tượng, làm kim Mao tổng thống cả người đều bị mồ hôi sở sủng nước. Tầm mắt bên trong, vô số biến dị lũ giả thú ở nhân loại đại hình võ trang chiến hạm mặt trên lao nhanh. Nồng đậm chiến tranh khói thuốc súng, không ngừng phiêu khởi, các quốc gia tinh anh quân nhân nhóm phàm là bị biến dị giả thú tới gần, nháy mắt liền sẽ bị cắn nuốt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bởi vì liên quân số lượng quá nhiều. Không trung rậm rạp chiến đấu cơ dưới tình huống như vậy, căn bản thi triển không khai. Trong nước biển, càng là có vô số to lớn mãng xà ở cuồn cuộn. Loại này cảnh tượng, so với Mỹ quốc Hollywood quay chụp ra tới những cái đó tai nạn tảng lớn, không biết muốn chấn động nhiều ít lần. Cơ hồ mỗi một giây, đều hiểu rõ lấy trăm kế tinh anh quân nhân bị cắn nuốt nếu không phải ta làm những người này tụ tập ở chỗ này khai chiến nói, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại tình huống này. Sahara sa mạc bên kia, lúc trước hy sinh mấy chục vạn người quân nhân, hiện tại càng nhiều, ta rốt cuộc đều làm cái gì a? À? Bùng. Hai chân mềm nhũng. Kim Mao tổng thống thế nhưng bùng một tiếng quỳ xuống. Mà ở Mễ quốc Tây bộ hải vực thượng, Diệp bắt từ biển rộng trung chui ra nháy mắt, chung quanh sở hữu biến dị lũ giả thú, toàn bộ đều đạt được ở trong nước tự do di động năng lực, thân thể linh hoạt độ, cùng với sức chiến đấu cấp tốc tiêu thăng, trống. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Tinh thần lực lĩnh vực phóng thích, trong miệng tuôn ra rống to. Lạnh băng, khàn khàn, nhưng là lại tràn ngập đe dọa lực thanh âm, trực tiếp ở hiện trường mỗi người loại, mỗi một cái biến dị lũ giả thú bên tai vang lên. Chiến loạn hiện trường, cùng với Diệp Bắc thanh âm, toàn bộ hình ảnh đều phản phất nháy mắt động lại. Chương 395, xà tộc Văn Minh cùng quân đội phản kích. Mỹ Quốc, Tây Bộ Hải vực, tổng diện tích đạt tới 500 nhiều vạn km vuông. Này phiến hải vực thượng, Hội tụ rất nhiều toàn cầu đều biết siêu cấp đại đảo nhỏ, tỉ như nói Hawaii quần đảo cùng Alaska. Đồng thời, nơi này càng là mễ quốc hải quân lực lượng quan trọng nhất vị trí nơi. Nhưng là ở hôm nay, khắp tây bộ hải vực đều hoàn toàn luân hãm. Đến từ toàn cầu liên quân, mặt biển thượng xuyên qua các loại chiến hạm, tàu sân bay, không trung càng là không ngừng có mới nhất kích cỡ chiến đấu cơ gào thét mà qua, phàm là tới gần mễ quốc tây bộ hải vực nhân loại, ở chiến tranh phát động phía trước, cũng đã làm rút lui động viên. Bất quá vẫn như cũ có một bộ phận người, lựa chọn lưu lại. Kiệt, chính là lựa chọn lưu lại người chi nhất. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể nhìn đến vô cùng không thể tưởng tượng, chấn động đến cực điểm một màn. Thông qua kính viễn vọng. Hắn rõ ràng nhìn đến, ở tây bộ hải vực thượng đột nhiên thoáng nổi lên một cái thật lớn mãng xà, toàn thân ngân bạch, đương này mãng xà xuất hiện, bộc phát ra rống to thanh đồng thời, trong miệng trực tiếp phun ra ra tới từng đoàn màu đỏ tươi ngọn lửa. Chung quanh, những nhân loại này chiến hạm, tại đây mãn xà trước mặt, giống như đồ sứ, một kích liền toái. Quá, quá cường. Đây mới là chân chính tai nạn, trước kia điện ảnh trung tình tiết, cùng này so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn đến kia chấn động hình ảnh, lại phát hiện từng đợt mấy chục mét cao sóng lớn hướng tới phía chính mình đánh tới khi, kịp nghẹn nửa ngày, ở toát ra như vậy một câu, trên người toàn bộ đều là mồ hôi, bất luận cái gì lực lượng đều xử không ra. ầm ầm ầm. Không bao lâu, hắn nơi bờ biển, đó là bỗng nhiên bị sóng thần nuốt hết, ầm vang rung động. Hơn nữa, tây bộ hải vực thường xuất hiện một màn này, thông qua trên bầu trời vệ tinh theo dõi, cùng với chiến địa các phóng viên hiện trường ghi hình, trước tiên truyền khắp toàn bộ nhân loại thế giới. Nhân loại hoàn toàn xong đời. Về sau chúng ta toàn bộ đều phải trở thành tù binh, trở thành những cái đó quái vật đồ ăn. Vì cái gì muốn như vậy, ta còn không có hưởng thụ đủ a, à, ta còn không có ăn đủ a. À? Nếu đầu hàng nói, ta tình nguyện đi tìm chết. Vô số người tuyệt vọng, hai mắt thất thần, trong miệng lẩm bẩm nhưng cũng có vô số người nhìn đến dịp bắt phóng lên cao nháy mắt, không chút do dự quỳ lạy ở trên mặt đất. hoa hạ quốc một ít cuồng nhiệt dân chúng thần thần long đó là thật sự thần long màu ngân bạch thần long chúng ta nhân loại vũ khí với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì thương tổn cho tới nay đều là nhân loại ở khiêu khích thần linh a thỉnh cầu vĩ đại thần long nhất định phải tha thứ chúng ta nhân loại vô tri bùng có người đối với video quỳ xuống trong miệng la to tràn đầy cuồng nhiệt loại này tồn tại, chỉ biết tồn tại thần thoại truyền thuyết bên trong, nhân loại chọc giận thần linh, hiện tại lọc vào nên có trả thù, muốn được đến khoan thứ, cần thiết đình chỉ hết thảy tội ác. Cầu thần long dẫn dắt chúng ta. Thần long, tỉnh giết chết những cái đó đáng chết gia hỏa nhóm. Thần long, ta là ngươi trung thành nhất tín đồ. Đương nhiên, trừ bỏ hoa hạ quốc ở ngoài, đảo quốc bên kia cùng nhiệt dân chúng, cũng là một chút đều không hàm hồ. Không lâu phía trước, Diệp Bắc sang bằng đảo quốc, chế tạo vô số tai nạn, cuối cùng mễ quốc 51 khu càng là đối đảo quốc phóng ra chết hết vũ khí, toàn bộ đảo quốc còn sống nhân loại, không đủ 20 vạn. Đương Diệp bắt ở mễ quốc Tây Bộ Hải vực bày ra suốt lực lượng khi, này 20 vạn người, hoàn toàn quên mất Diệp bắt khủng bố. Mọi người thế nhưng đều giống như quên mất thù hận, phủ phục trên mặt đất quỳ lạy lên. Tám kỳ đại xà, đây là chúng ta đảo quốc bảo hộ thần. Nhất định phải thắng, đánh bại mễ quốc, đánh bại nhân loại liên quân. Dẫn dắt chúng ta đảo quốc đi ra chiến tranh khói mù, trùng kiến mạnh nhất thế lực tám kỳ đại xà thỉnh không cần khách khí giết chết đám kia đáng chết mễ quốc người tám kỳ đại xà ngươi là mạnh nhất những cái đó phủ phục trên mặt đất đảo quốc người không ngừng phát ra như vậy thanh âm bọn họ loại này chuyển biến quả thực chính là điên đảo tính hoa hạ quốc đảo quốc này chỉ là toàn thế giới các đại quốc gia một ít đại biểu mà thôi đương diệp bắt cao thanh hình ảnh truyền ra trên cao nhìn xuống nhìn nhìn xuống nhân loại kia cường đại chiến hạm thời điểm toàn cầu không biết bao nhiêu nhân loại đều bị này đáng sợ khí tràn chinh phục quỳ trên mặt đất hô to thần linh giáng thế. Mễ quốc, tây bộ hải vực. Trống. Diệp bắt phóng lên cao, trên bầu trời tưới xuống kim sắc ánh mặt trời dừng ở hắn trên người, làm hắn có vẻ càng thêm thần bí mà cường đại. Từ hôm nay trở đi, nhân loại văn minh sẽ trở thành chúng ta xà tộc văn minh chi côn, phàm là đối này có bất luận cái gì ý kiến, toàn bộ giết không tha. Đến nỗi hôm nay đi vào nơi này mọi người nhóm, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức buông vũ khí, hoặc là... Chết! Diệp Bắc thanh âm cũng không phải rất lớn nhưng là cùng với tinh thần lực lĩnh vực khi, thanh âm này lại là ở mỗi một người nhân loại bên tai cự thanh tiếng vọng. Vương Xà tộc văn minh Xà tộc văn minh Xà tộc văn minh Kỹ 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 Trống trống Ngao 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 Phu phu Biến dị giả thú quân đoàn nghe được dịp bắt thanh âm sau, toàn bộ mừng như điên, có được trí tuệ bọn họ, lúc này cũng không có sử dụng nhân loại ngôn ngữ, mà là thông qua chính mình nguyên bản sở sẽ thú ngữ, lớn tiếng tru lên lên. Tây bộ hải vực thượng bị này đó lũ giả thú tiếng kêu chấn đến hô hô rung động. Dấu khai căng thượng. Môn la, cùng với một chúng quan lớn nhóm, trên mặt cơ bắp không ngừng rung rẩy lên. Môn la thượng tướng, làm sao bây giờ? Thật sự đầu hàng sao? Có người cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy suy sút. Tuyệt đối không thể đầu hàng, liền tính là chết trận, ta cũng không muốn gia nhập cái gì chó má xà tộc văn minh, chẳng lẽ các ngươi cam tâm về sau bị một con rắn thống trị sao? Loại chuyện này, ta vô pháp tiếp thu. Có phái chủ chiến lập tức gầm nhẹ, hai mắt đỏ đậm, hận không thể tự mình đi lên cùng biến dị giả thú đàn liều mạng, nhưng là ở hắn nói những lời này thời điểm, ánh mắt chỗ sâu trong trung sợ hãi, căn bản che giấu không được. Quá kiêu ngạo, liên quân lần này tổng cộng xuất động 280 vạn toàn cầu tinh anh quân nhân, cơ hồ sở hữu quốc gia tinh anh toàn bộ lại đây, bao gồm nhất tiền mặt vũ khí, nhất có lực sát thương bom. Hiện tại chỉ là bởi vì chiến hạm khoảng cách quá mức dày đặc, vô pháp thi triển khai mà thôi, rốt cuộc là ai thắng ai thua, còn nói không chừng. Lại có quan lớn gầm nhẹ sắc mặt giống như trang giấy giống nhau trắng bệch môn la ở nghe được lời này sau hai mắt lúc này mới hiện lên một mặt ánh sáng đúng vậy hiện tại chỉ là các quốc gia chiến hạm con thuyền tàu sân bay dựa vào thân cận quá dẫn tới vô pháp sử dụng đại quy mô vũ khí mà thôi rốt cuộc ai thắng ai bại chân chính đánh quá mới biết được lập tức truyền lệnh đi xuống làm tụ tập ở tây bộ hải vực chung quanh con thuyền hướng tới tứ phía nhanh chóng tản ra mặt khác cho nên chiến hạm mặt trên vũ khí toàn bộ trước tiên chuẩn bị tốt phàm là phải bị những cái đó quái vật công phá chiến hạm, cần thiết lập tức bắt đầu dùng tự bạo trình tự. Môn la gầm nhẹ, trong thanh âm lộ ra cuối cùng điên cuồng. Bất quá, liền ở hắn này mệnh lệnh mới vừa tuyên bố sau khi ra ngoài. Một viên quân sự vệ tinh theo dõi Tây Bộ Hải vực thượng chiến trường hình ảnh, vừa lúc đem đứng ở một con thuyền, phi thuyền, thượng mễ quốc kim mau tổng thống cấp chục đi vào. Đương hình ảnh này truyền quay lại Inter, nhân loại thế giới lại lần nữa phát sinh kịch liệt trung chuyển. Chương 396, âm mưu cùng khống chế toàn cầu, một. Hoa Hạ Quốc, thủ đô. Biệt thự trong đại sảnh, Diệp Sơn nhìn một đoạn mới nhất video sau, cả người trực tiếp hoa lạp một chút từ trên sofa nhảy dựng lên. Mễ, Mễ Quốc Kim Mao tổng thống, hắn như thế nào sẽ ở biến dị giả thú quân đoàn, phi thuyền thượng, phía trước nói muốn toàn nhân loại khai chiến chính là hắn, làm toàn nhân loại đi Tây Bộ hải vực cũng là hắn, hiện tại hai bên giao chiến, thảm thiết như vậy, nên sẽ không gia hỏa này, đã sớm trốn chạy nhân loại đi. Đứng lên sau, Diệp Sơn trong miệng lớn tiếng kêu, giống như phát hiện cái gì thật lớn tin tức giống nhau. Mỹ quốc tổng thống. Kim Mao tổng thống như thế nào ở phi thuyền thượng? Đáng chết, ta cảm giác có chút không thích hợp. Chẳng lẽ lần này chiến tranh, căn bản chính là có dự mưu? Các nhân loại chỉ số thông minh không kém, hơn nữa liên tưởng lực càng là phong phú vô cùng, chỉ là ngay lập tức chi gian, Inter phía trên đã bị như vậy bình luận cấp soát mãn, cơ hồ sở hữu chú ý Tây Bộ Hải vực chiến tranh nhân loại, đều bắt đầu nghị luận khởi chuyện này. Thậm chí ngay cả toàn cầu hội nghị trung. Các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm, nhìn đến Kim Mao Tổng thống xuất hiện ở phi thuyền thượng là, sắc mặt cũng là khó coi tới rồi cực điểm. Trong đó, phản ứng kịch liệt nhất, đúng là thay thế Kim Mao Tổng thống tham dự hội nghị mễ quốc đại biểu. Không có khả năng, này nhất định là những cái đó bọn quái vật thủ đoạn, Tổng thống các hạ, tuyệt đối sẽ không đầu hàng những cái đó quái vật, cái gọi là xà tộc văn minh, căn bản chính là nhất phái nói bậy, các vị, thỉnh tin tưởng chúng ta mễ quốc, chúng ta mục tiêu, là hoàn toàn đem những cái đó trách chúng ta diệt trừ. Mễ quốc đại biểu thanh âm gần như rít gào đến đổi cái khác quốc gia thủ lĩnh nhóm, còn lại là lẫn nhau nhìn vài lần. Hiện tại kết quả không sai biệt lắm đã ra tới, những cái đó biến dị giả thú cường đại, vượt qua đoán trước. Mặc kệ Kim Mao Tổng thống các hạ ra sao lựa chọn, đều đã không còn quan trọng. Nhân loại không có bất luận cái gì đường lui. Nếu không hy vọng nhân loại bị hoàn toàn hủy diệt, kế tiếp, ta xin khuyên các vị tốt nhất hai tay chuẩn bị, đệ nhất, thành lập ngầm căn cứ, nỗ lực phát triển càng cường vũ khí, tìm kiếm một lần nữa cuộc khởi cơ hội, đệ nhị, nghĩ cách mượn sức cùng xà tộc văn minh quan hệ, được đến bọn họ che chở. Nga, đại đế, hiếp hai mắt, chậm rãi nói. Bang. Đương lời này nói xong lúc sau, hắn quyết đoán ban một chút tắt đi video liên tuyến. Trong miệng tuy rằng hòa giải kim Mao tổng thống không quan hệ, nhưng là hắn trong lòng căn bản đã có cuối cùng đáp án. Tồn tại mới là hết thảy. Chỉ có đem chúng ta nhân loại căn bảo lưu lại đi, mới có phiên bàn hy vọng. Các vị, ta hiện tại cần thiết trở về triệu khai hội nghị, một lần nữa thương lượng đối sách. Hoa Hạ quốc thủ lĩnh cũng rời khỏi liên tuyến. Anh quốc, nước Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ. Cơ hồ không đến một phút thời gian, trận này tụ tập hơn 100 quốc gia tác chiến hội nghị, thế nhưng chỉ còn lại có Mỹ quốc đại biểu một cái. Thậm chí cuối cùng, Liên hiệp quốc bí thư trường đều nhịn không được mở miệng nói chuyện, một khi Tây Bộ Hải vực bên kia chiến tranh kết thúc, thế giới sẽ gặp phải toàn diện tẩy bài, Mỹ quốc nếu còn tưởng giữ lại đương thời đại quốc địa vị, cần thiết bắt đầu hảo hảo chuẩn bị. Nói xong lời này, Liên hiệp quốc bí thư trường trực tiếp tông cửa xông ra, rời đi phòng học. Hỗn đảng. Này đàn hỗn đảng, còn có kim mau cẩu, này ngu ngốc rốt cuộc đang làm cái gì? Mễ quốc đại biểu gầm nhẹ. Rời khỏi hội nghị sau, nhanh chóng liên hệ này mễ quốc cao tầng nhóm, một lần nữa thương lượng đối sách đi. Mà ở mễ quốc tây bộ hải vực phía trên. Xôn sao? Theo môn la mệnh lệnh tuyên bố. Biển rộng thượng chiến hạm, toàn bộ thêm tới rồi nhất đủ mã lực, xôn sao hướng tới tứ phía tản ra. Ầm um, ầm um, ầm, um thỉnh thoảng bởi vì có chiến hạm bị biến dị giả thú xâm lấn, mở ra tự bạo hình thức, ở biển rộng thượng nở rộ ra bắt mắt ánh lửa, không ít tương đối nhược biến dị lũ giả thú, bởi vì tránh né không kịp, tại đây loại mãnh liệt nổ mạnh hạ, nháy mắt thi cốt toàn vô. Nhưng là, dấu khai căng thượng, môn la căn bản cao hứng không đứng dậy. Mễ quốc Kim Mao tổng thống xuất hiện ở phi thuyền thượng hình ảnh, hắn cũng trước tiên được đến tin tức, phàm là trí tuệ bình thường nhân loại, trước tiên liền sẽ nghĩ vậy căn bản là một cái âm mưu, môn la tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng chết, nhất định là những cái đó quái thú khống chế tổng thống các hạ, sau đó trước đó ở tây bộ hải vực bên này thiết hạ mai phục, muốn nhân cơ hội đem chúng ta nhân loại lực lượng vũ trang toàn bộ hủy diệt. Đáng chết! Môn la gầm nhẹ, làm mễ quốc quan lớn, hắn tuyệt đối sẽ không sớm người chính mình quốc gia tổng thống sẽ phản bội nhân loại. Mà ở phi thuyền, phía trên, Kim Mao tổng thống giờ phút này hoàn toàn không có ý thức được, chính mình gần chỉ là đứng ở chỗ này, liền sẽ ở toàn cầu trong phạm vi khiến cho như vậy đại oanh động, đứng ở cao hơn, nhìn đến kia rậm rạp hội tụ ở bên nhau hạm đội nhanh chóng bốn phía tản ra, cùng với hạm đội tự bạo, nổ chết không ít biến dị giả thú thời điểm, hắn trong ánh mắt, thậm chí còn lại lần nữa xuất hiện một mặt ánh sáng. Này đó quái vật, toàn bộ đều là có thể giết chết. Chỉ là phía trước sở đánh chết phương thức không chính xác, hơn nữa bọn họ có thể lợi dụng cái kia thần bí không gian tới tránh né bất luận cái gì vũ khí công kích, cho nên nhân loại mới có thể bó tay không biện pháp. Muốn giết chết bọn họ, kỳ thật phi thường đơn giản, chỉ cần ở bọn họ ngoài ý liệu, sử dụng phạm vi lớn công kích vũ khí, nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể phá hủy là được. Kim Mao Tổng thống lẩm bẩm tự nói. Nhưng mà, hắn phỏng chừng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Liền ở hắn vì nhân loại tương lai còn đang suy nghĩ biện pháp thời điểm. Dấu khai căng thượng, bạo trống môn la thượng tướng, lại hạ đạt hạng nhất hoàn toàn mới công kích mệnh lệnh, sở hữu chiến đấu cơ đều cho ta nghe. Những cái đó quái thú phi thuyền phía trên, cũng không phải chúng ta mễ quốc tổng thống, đây là địch nhân dùng để ảnh hưởng nhân loại đấu trí cố ý dùng công nghệ cao hợp thành mà thôi hiện tại nghe ta mệnh lệnh, sở hữu chiến đấu cơ, lập tức đối kia giả tổng thống tiến hành xạ kích, cần thiết bằng mau tốc độ đem này đánh chết. Xôn sao? ầm ầm ầm. Mệnh lệnh rơi xuống, ở không trung không ngừng lướt đi chiến đấu tốt máy bay, toàn bộ hướng tới Kim Mao tổng thống phương hướng vọt qua đi. Sao lại thế này? Thấy như vậy một màn, Kim Mao tổng thống đồng tử co rụt lại, bất quá giây tiếp theo, hắn trong mắt thế nhưng lại xuất hiện vui mừng, bọn họ nhất định là nhìn đến ta, muốn lại đây cứu ta. Thật tốt quá, Nói lời này thời điểm, Kim Mao Tổng thống còn trực tiếp múa may đi lên đôi tay. Ta ở chỗ này. Quy. Ta ở chỗ này. Trong miệng dùng tiếng Anh lớn tiếng kêu. Ngu ngốc. Biển rộng bên trong, dịp bắt kia đáng sợ thân hình, mỗi một lần đều có thể nhẹ nhàng đem một ít vẫn như cũ đối chính mình xạ kích chiến hạm cấp chụp thành mảnh nhỏ. Tinh thần lực lĩnh vực dưới, nhìn đến đại lượng chiến đấu cơ hướng tới Kim Mao Tổng thống tiến lên sau, dịp bắt phun tinh tử, lạnh giọng mắng. Bất quá, Diệp Bắc cũng không có nhìn Kim Mao Tổng thống đi tìm chết. Rất đơn giản, hoàn toàn khống chế nhân loại lúc sau, hắn cần thiết còn có một người tới hỗ trợ chính mình quản lý này đó, đồ ăn, mà Kim Mao Tổng thống, không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Liền tính hắn hiện tại khả năng đã bị toàn nhân loại sở thoá mạ. Nhưng, thân phận của hắn trước sau ở chỗ này. Chờ khống chế toàn cầu sau, Diệp Bắc tùy thời đều có thể vì hắn tẩy trắng. Trống. Xác định điểm này, Diệp Bắc không chút do dự, trong miệng gầm nhẹ lên. Chương 397, âm mưu cùng khống chế toàn cầu, 2. Trống. Diệp bắt tiếng hô, hoa phá trường không. Hội tụ thành vì chỉ có biến dị lũ giả thú mới có thể nghe hiểu thanh âm. Kim Sư Tử, Vương Văn, Khải Tác, Xuân Hoa Thu Nguyệt, tìm hoang mua vui, còn có tất cả biến dị lũ giả thú, các ngươi đều nghe, hiện tại ta sẽ ban cho các ngươi hạng nhất hoàn toàn mới công kích năng lực, kế tiếp, đại gia toàn bộ nhắm chuẩn không trung những cái đó chiến đấu cơ, đưa bọn họ toàn bộ đánh hạ tới. Thanh âm rơi xuống, những cái đó đạt được ở trong nước tự do di động biến dị lũ giả thú, hơi chút sửng sốt, có chút không thể lý giải. Ân. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, một đoạn hoàn chỉnh tin tức, trực tiếp ở bọn họ trong đầu xuất hiện. Năng lực ban cho. Dịp bắt lại lần nữa ở này đó biến dị lũ giả thú trên người, thêm vào chết hết năng lực. Phía trước dịp bắt hoàn thành tiến hóa lúc sau, phát hiện năng lực ban cho cũng tăng mạnh không ít. Hiện tại dịp bắt, có thể đồng thời cho tinh thần lực lĩnh vực trong phạm vi biến dị lũ giả thú đồng thời ba loại năng lực trong nước tự do di động. Thân thể biến đại biến tiểu nhân hóa hình năng lực. Cùng với, vừa mới cho chết hết năng lực. Ân. Kim sư tử giờ phút này đứng ở một tàu chiến hạm phía trên, sắc bén móng vuốt, đem kia sắt thép chiến hạm mặt trên, để lại từng đạo vết trạng, hoặc nhìn nhìn thấy ghê người, khủng bố đến cực điểm, chung quanh màu đỏ tươi máu càng là nơi nơi đều là. Mà đương dịp bắt ban cho biến dị lũ giả thú chết hết năng lực sau. Kim sư tử thân thể rung lên. Sau đó một cổ thần kỳ tin tức dũng mãnh vào trong đầu. Ta giống như cảm giác. Ta đôi mắt, có thể phóng xạ ra đáng sợ tử vong ánh sáng. Thật giống như là bản năng giống nhau. Này chẳng lẽ là vương mới nhất năng lực sao? Trống. Trong miệng gầm nhẹ. Kim sư tử không chút do dự ngẩng đầu, ánh mắt tỏa định ở một trận tốc độ siêu âm chiến đấu thân máy thường. Hưu. Ý thức vừa động, tiếp theo cái nháy mắt, một đạo kim sắc ánh sáng, từ hắn trong ánh mắt bỗng nhiên kích phát rồi ra tới. Này năng lực. Vương văn toàn bộ thân thể, giờ phút này đều chiếm cứ ở biển rộng bên trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Đạt được chết hết năng lực sau. Hắn mở trừng hai mắt, ngay sau đó đại hỉ, phản ứng lại đây sau, từng đạo kim sắc ánh sáng từ hắn trong mắt trung lao ra. Khải tác. Xuân hoa thu nguyệt, tìm hoang mua vui. Số lấy 10 vạn tính toán biến dị giả thú đàn nhóm. Vèo vèo vèo. Đường này đó biến dị lũ giả thú, toàn bộ có được chết hết năng lực sau, nháy mắt sở sinh ra nổ mạnh tính thương tổn, là sở hữu nhân loại nhóm cũng chưa nghĩ đến, thậm chí ngay cả Diệp Bắc, nhìn đến như vậy một màn, đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Từng đạo kim sắc tử vong ánh sáng, điên cuồng hướng tới phía chân trời vọt tới. Này đó ánh sáng, liền giống như laser vũ khí giống nhau. Một đoạn tiếp một đoạn. Lộng lẫy vô cùng. Đem không trung kia nồng đậm chiến tranh sương khói, đều cấp bắn tan. Đến nỗi những cái đó lấy tốc độ siêu âm chiến đấu cơ, đối mặt vận tốc ánh sáng, tử vong ánh sáng khi, căn bản không có bất luận cái gì tránh né cơ hội. Hưu. Ầm ầm ầm, vèo quanh ầm 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 chỉ là ngay lập tức chi gian tây bộ hải vực mặt trên từng đoàn huyễn màu bắt mắt pháo hoa nổ mạnh mà ra bởi vì sở hữu biến dị lũ giả thú đều là đồng thời bắn ra tử vong ánh sáng này cũng trực tiếp dẫn tới tây bộ hải vực trên không mấy vạn chiến đấu cơ ở đồng thời nổ mạnh đỏ tươi lộng lẫy nổ mạnh thời điểm từng đoàn ngọn lửa tứ tán mở ra so với nhân loại ăn tết thời điểm những cái đó đầy trời pháo hoa không biết chấn động nhiều ít lần Toàn bộ phía chân trời đều bị loại này nổ mạnh cấp thiêu hồng, phản phất xoát thượng màu đỏ sơn ánh nắng chiều giống nhau, ở không trung hình thành vô cùng không thể tưởng tượng chiến tranh nghệ thuật phong cảnh. Loại này dày đặc xạ kích, thật cường đại a. À. Chỉ cần dựa vào loại năng lực này, liền đủ để quét ngang một tảng lớn vũ trụ văn minh. Diệp Bắc phun tinh tử, trong miệng lẩm bẩm nói, ánh mắt xem đến có chút ngây người. Thật xinh đẹp. Trường hợp này, thật đẹp a. À. Nhưng là rồi lại đáng sợ thật sự. Sở hữu chiến đấu cơ đều nháy mắt nổ mạnh những cái đó quái vật, hai mắt phóng thích laser. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được? Không thể tưởng tượng. Ta cảm giác này đó sinh vật, so với chúng ta nhân loại cường đại một vạn lần. Toàn cầu các nhân loại, thông qua vệ tinh quay chụp đến hình ảnh xem ngay người. Này không phải chết hết sao? Vì cái gì? Này sở hữu quái thú đều có thể đủ sử dụng. Nhân loại căn bản vô pháp chống lại A. Đứng ở phi thuyền Thượng Kim Mao Tổng thống xem ngay người. Này! Thật là khủng khiếp lực công kích phía trước bọn họ vẫn luôn là ở chơi A, căn bản không có bột phát ra chân chính lực lượng tới. Bọn họ rốt cuộc rất mạnh. Dấu khai căng thượng, môn la cùng với những cái đó quan lớn nhóm xem ngay người. Chỉ cần trong đó một đầu biến dị thú, đạt được năng lực, sở hữu biến dị thú đều có thể cùng chung cái loại này năng lực. Bọn họ là một loại vô giải tồn tại. Xem ra, về sau chúng ta chỉ có thể vì bọn họ làm việc. Ta giống như thấy được một cái hoàn toàn mới siêu cấp văn minh đang ở cuộc khởi, chỉ sợ những cái đó cao đẳng vũ trụ, nằm mơ đều không thể tưởng được đi. Lấy bình thường thân thể, phát ra tử vong ánh sáng, phóng nhãn vũ trụ, đều là đứng đầu sinh vật mới có được thủ đoạn. Mễ quốc, thứ 51 khu nội. Mặt phỉ tư, Thôi đi Ni Áo, mang theo một đoàn các nhà khoa học, thông qua vệ tinh theo dõi, quan kháng Tây Bộ Hải vực mặt trên tình hình chiến đấu, nhìn này đầy trời pháo hoa khi, cũng là xem ngay người. Hảo cường lực lượng. Ta cảm giác này lực lượng, có thể nháy mắt phá hủy hết thảy thật tốt quá. Loại này khống chế tuyệt đối lực lượng cảm giác, cũng thật hảo. Một trận chiến này, chúng ta thắng định rồi. Mà những cái đó vừa mới đạt được chết hết năng lực biến dị lũ giả thú. Càng là bị chính mình sở bày ra ra tới loại này đáng sợ năng lực cấp khiếp sợ đến, nhìn không trung kia nổ mạnh chiến đấu cơ khi, há mồm không ngừng tiến hóa, trong ánh mắt hưng phấn cùng cuồng nhiệt quang mang không ngừng lập lòe. Đầy trời pháo hoa không ngừng. Tây bộ hải vực thượng, vô số hạm trưởng nhóm xem xong kia tràn kinh tâm động phách pháo hoa sau phản ứng lại đây, trước tiên đó là hướng về phía chính mình các binh lính trống to kêu to mau mở ra sở hữu động cơ thêm đủ mã lực lập tức rời đi địa phương quỷ quái này xong đời toàn bộ đều xong rồi chúng ta nhân loại chiến đấu đối mặt này đó quái vật khi bất kham một kích hiện tại lập tức trở về địa điểm xuất phát không là chạy trốn thoát được càng xa càng tốt ta nhưng không nghĩ trở thành những cái đó dơ bẩn quái vật trong miệng đồ ăn chạy mau a à. đâm đi ra ngoài phá khai chúng nó phàm là che ở phía trước trực tiếp cấp lão tử khai hỏa, hủy diệt bọn họ. Pháo hoa dưới là hoàn toàn hỗn loạn liên quân chiến hạm. Những cái đó biến dị lũ giả thú giờ phút này đều an tĩnh xuống dưới, nhưng là liên quân chiến hạm điên cuồng chạy trốn khi thế nhưng đối với che ở phía trước đều là nhân loại chiến hạm khai hỏa. Trên bầu trời pháo hoa nổ mạnh, phản phất mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Vèo vèo. Hưu. Đạn pháo phóng ra thanh âm. Âm ầm ầm. Chiến hạm bị đánh trúng sinh ra tiếng nổ mạnh. Tây bộ hải vực thượng từng đoàn ngọn lửa cũng không ngừng dâng lên, bị biến dị lũ giả thú nổ bắn ra ra tử vong ánh sáng sợ tới mức không nhẹ những nhân loại này nhóm, vì tồn tại, điên cùng giết hại lẫn nhau, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Loại này biến hóa, truyền tới dấu khai căn thượng sau, làm liên quân tổng chỉ huy môn la sắc mặt cuồng biến. Chương 398, âm mưu cùng khống chế toàn cầu, 3. Đáng chết, những cái đó hỗn đảng nhóm, chẳng lẽ không biết liên quân quan trọng ý nghĩa nơi sao? Như bây giờ chạy trốn, chỉ biết thất bại đến càng mau mông la trong miệng gầm nhẹ lại một chút không có chú ý tới này phòng chỉ huy trung cái khác quan lớn nhóm ánh mắt đang ở không ngừng lập lòe lập tức ra mệnh lệnh đi thông cáo sở hữu còn sống liên quân thành viên phàm là muốn nhân cơ hội chạy trốn hoặc là đối cái khác hạm đội tiến công người toàn bộ đều đem đưa lên tòa án quân sự chiến tranh sau khi kết thúc bao gồm bọn họ thân thuộc đều sẽ bị xử cực hình mông la tiếp tục bạo gào thét là là phòng chỉ huy trung những cái đó quan lớn nhóm nhìn nhau vài lần lao đem trên trán mồ hôi lạnh cắn răng đáp ứng. Tây bộ hải vực, trên không, phi thuyền phía trên. Vừa mới xem xong kia nhất bắt mắt pháo hoa, lại nhìn đến mặt biển thượng không ngừng tạc khởi sấm mùa xuân, kim mau tổng thống ánh mắt đang ở một chút tan rã, Mỹ quốc làm thế giới đệ nhất đại quốc, nhưng là tại đây tràn chủng tộc trong chiến tranh, từ đầu đến cuối đều là bị động bị đánh cục diện. Địch nhân cường đại, căn bản chính là vô pháp lý giải a. Xem ra, thế giới này là hoàn toàn thời tiết thay đổi, thuộc về nhân loại thống trị thời đại hòa bình đã kết thúc. Hoàn toàn mới mà không biết văn minh sẽ xuất hiện. Kỳ tương lai nhân loại sẽ lấy loại nào tư thái sống sót? ầm ầm ầm. Nhìn tây bộ hải vực thượng nổ mạnh, Kim Mao Tổng thống thanh âm lẩm bẩm. Hoa Hạ Quốc thủ đô quyền lực tối cao cái kia văn phòng trung chính vị lão nhân tề tụ một đường. Mễ quốc bày ra ra tới bọn họ sở che giấu vũ khí, chết hết hòa thanh sống hai loại, nhưng là đối những cái đó biến dị giả thú không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại là đem thù hận toàn bộ hút qua đi lần này liên quân chiến bại lúc sau, kết quả có thể đoán trước được đến, Mễ quốc sẽ đứng mũi chịu sào, các vị, kế tiếp, kế tiếp chúng ta nên như thế nào chuẩn bị. Hoa hạ quốc thủ lĩnh ánh mắt ở mặt khác tám người trên người nhất nhất đảo qua, thanh âm khàn khàn. Tây bộ hải vực mặt trên truyền quay lại tới chiến tranh hình ảnh. Làm hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có tuyệt vọng. Đặc biệt là đương sở hữu biến dị lũ giả thú, toàn bộ đều từ hai mắt phát ra ra tử vong ánh sáng, nháy mắt phá hủy tất cả nhân loại chiến đấu cơ khi, hắn thắc sâu biết nhân loại xem như hoàn toàn xong đời. Chúng ta vũ khí còn có rất nhiều. Tiếp tục điều chỉnh, đem căn cứ che giấu lên, hơn nữa bí mật nghiên cứu càng cường đại hơn, đối những cái đó biến dị giả thú càng có uy hiếp tính vũ khí, tùy thời mà động, tìm kiếm cơ hội phản kích. Diệp lão mở miệng, ý tưởng còn xem như tương đối đúng trọng tâm. Điểm này cùng không ít quốc gia phương án không mưu mà hợp. Không. Chúng ta nhân loại còn không có thua. Nhiều nhất chỉ là cùng những cái đó biến dị lũ giả thú lẫn nhau chế ước mà thôi, thủ lĩnh tiên sinh, ngài nghĩ tới không có nếu chúng ta nhân loại đem sở hữu tồn kho đạn hạt nhân toàn bộ kiếp nổ, toàn bộ địa cầu đều sẽ hoàn toàn hủy diệt, lúc ấy, nhân loại sẽ diệt vong, biến dị lũ giả thú đồng dạng cũng sẽ diệt vong, chỉ cần nắm giữ loại này diệt thế vũ khí, chúng ta liền có cùng bọn họ đàm phán tư cách. Quách lão ánh mắt lạnh lùng, cắn răng. Ân. Ừ. Thật đúng là đừng nói, Quách lão đề nghị, làm không ít các lão nhân ánh mắt đều sáng lên. Quách lão nói đúng, có vũ khí hạt nhân ở, chúng ta liền có đàm phán lợi thế, chúng ta cần thiết thành lập hạng nhất đe dọa kế hoạch cần thiết làm những cái đó quái thú nhóm biết, chúng ta nhân loại chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể cùng bọn họ cá chết lưới rách, đến lúc đó đại gia toàn bộ chơi xong. Có người đứng ra duy trì. Ta cũng kiến nghị đàm phán. Lấy hạch võ vì đàm phán ác chủ bài. Có lẽ hạch võ vô pháp thật sự tiêu diệt bọn họ, nhưng là hủy diệt địa cầu, cũng là tiêu diệt bọn họ thủ đoạn chi nhất, chỉ là kia một bước, chúng ta nhân loại cũng không hy vọng nhìn đến mà thôi, đồng thời chuẩn bị chuẩn bị ở sau, nghiên cứu phát minh có thể đánh bại bọn họ kiểu mới vũ khí làm tốt hai tay chuẩn bị. Diệp lão gật đầu. Trước kia hắn cùng quách lão mỗi lần đều là đối với tới, nhưng là lúc này, hắn phá lệ tỏ vẻ tán đồng. Ngồi ở chủ vị thượng hoa hạ quốc thủ lĩnh nhìn này đó nghị luận sôi nổi các lão nhân, sắc mặt trầm trọng, trong lòng còn lại là không ngừng cân nhắc khởi lợi hại quan hệ tới, đe dọa kế hoạch, nghe tới đích xác hữu dụng. Nhưng là, hiện tại nhân loại đối mặt địch nhân, chính là đám kia cường đại đến không thể tưởng tượng biến dị lũ giả thú A, bọn họ thật sự sẽ bị loại này đe dọa kế hoạch sở trói buộc giờ này khắc này, trừ bỏ hoa hạ quốc này cao tầng bên này đang thương lượng ở ngoài. Nước Pháp, Anh quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ, nước Đức. Cũng đều từng người triệu khai hội nghị khẩn cấp. Mà Mỹ quốc quốc hội trung, cơ hội sở hữu châu nghị viên toàn bộ tề tụ một đường, đang ở sử dụng lập pháp quyền, chuẩn bị đem kim Mao tổng thống cách chức, bằng mau tốc độ tuyển ra tân nhiệm tổng thống, do đó là Mỹ quốc khôi phục quỹ đạo cùng tiếp tục đối kháng biến dị giả thú. Các quốc gia đều tại hành động. Mỹ quốc, Tây Bộ Hải vực phía trên khói đặc cuồn cuồn. Những cái đó chiến đấu cơ bị tử vong ánh sáng tạc hủy sau, từng khối kim loại mảnh nhỏ giống như giọt mưa giống nhau, rậm rạp rơi xuống. Thùng thùng. Tháp tháp tháp. Biển rộng thường, thỉnh thoảng bị những cái đó mảnh nhỏ tạp ra từng đoàn bọc sóng. Mặt biển thường, mặc dù là môn la mới nhất ra mệnh lệnh đạt, liên quân chiến hạm cũng không có bất luận cái gì bình tĩnh trở lại ý tứ, như cũ hỗn loạn thành một đoàn, muốn bằng mau tốc độ đào tẩu. Nơi này hình ảnh bị vệ tinh theo dõi truyền tới trên mạng sau, toàn thế giới mấy tỷ các nhân loại tất cả đều trầm mặc thời kỳ hòa bình các đại quốc gia khoe ra vũ lực các loại hoa hòe lòe loẹt mới nhất trang bị một lần làm tất cả mọi người cảm thấy nhân loại đã cường đại đến có thể tùy thời lao ra vũ trụ di dân ngoại tinh cầu nông nổi nhưng là trận chiến tranh này làm vô số người tươi mát lại đây đương địch nhân cũng đủ cường đại thời điểm nhân loại những cái đó vũ khí căn bản không cụ bị bất luận cái gì tác dụng vương văn kim sư tử huyết nguyệt khải tác hôm nay phàm là tới nơi này liên quân, toàn bộ đều đối chúng ta biến dị giả thú quân đoàn công kích quá, bọn họ đáng chết. Bất quá này đó chiến hạm còn chỗ hữu dụng, phản trọng lực động cơ đã nghiên cứu phát minh xong, các vị, kế tiếp trừ bỏ tiêu diệt bọn người kia nhóm ở ngoài, sở hữu chiến hạm, vũ khí, toàn bộ đều đoạt lại lên, từ hôm nay trở đi, địa cầu sẽ thành lập xà tộc văn minh. Diệp Bắc Phong tinh tử, nhìn những cái đó nguyên bản hùng hổ liên quân nhóm đang ở điên cuồng chạy trốn, thanh âm lạnh băng. Hắn cũng không có buông tha những người này ý tứ. Muốn khống chế toàn cầu, cần thiết đem đối thủ cấp đánh đau, đánh đến sợ hãi, đánh đến cũng không dám nữa động thủ. Hơn nửa lần này chiến tranh, cũng là nhân loại chính mình trước khơi màu tới. Là, vương. Là. Là. Này đó biến dị lũ giả thú nghe xong, không chút do dự đáp ứng. Xôn sao. Đạt được trong nước tự do di động năng lực bọn họ, nháy mắt đó là toàn bộ chui vào biển sâu bên trong. Vèo vèo vèo. Lấy bọn họ hiện tại thân thể tố chất, ở trong nước di động tốc độ một chút đều không thể so nhân loại những cái đó chiến hạm muốn chậm. Mấy giây lúc sau, Mễ quốc Tây bộ hải vực phía trên, lại lần nữa phát sinh kịch liệt chiến đấu. Biến dị giả thú cùng các nhân loại tinh nhuệ nhất quân nhân nhóm, điên cuồng bắt đầu chém giết, hiện trường thảm thiết tới rồi cực điểm, mà ở trận chiến đấu này tiến hành trung khi, xà tộc văn minh thành lập tin tức, đang ở thổi quét toàn cầu. Chương 399, chúng ta còn không có thua. Hô hô hô. Mễ quốc, Tây bộ hải vực thượng không ngừng có cùng phong thổi quét, hô hô rung động chiến tranh sở sinh ra màu đen sương khói ở này đó cùng phong thổi quét hạ thực mau liền tản ra các quốc gia vệ tinh có thể không hề chướng ngại theo dõi chiến trường mới nhất tình huống từ chiến tranh mở ra lúc sau toàn cầu quan kháng phát sóng trực tiếp video người từ 3 tỷ mảnh đến gia tăng tới rồi hơn 40 trăm triệu tới cơ hồ toàn nhân loại phàm là có di động tivi máy tính tất cả đều ngồi ở phía trước mà những cái đó không có phần cứng người còn lại là vây quanh ở các bằng hữu bên cạnh xem nếu thật sự thống kê lên ít nhất có vượt qua 6 tỷ người, đều ở quan kháng lần này phát sóng trực tiếp. Lần này Tây Bộ Hải Vực, nghe nói phái ra chính là toàn cầu ưu tú nhất quân nhân, mỗi một quốc gia đều có phái người đi, tổng số lượng vượt qua 200 vạn, trừ cái này ra, các quốc gia tiên tiến nhất vũ khí toàn bộ trình diện, liền kém đạn hạt nhân cùng bom kinh khí, loại này lực lượng dưới, thế nhưng từ lúc bắt đầu, đã bị những cái đó quái thú nhóm đè nặng đánh, nhân loại, hoàn toàn xong đời. Trên mạng có người phát ra như vậy cái nhìn, đối thế cục phân tích đến phi thường lý tính đúng vậy, nhân loại đã xong rồi. Các vị, chờ những cái đó quái thú hoàn toàn thống trị nhân loại sau các ngươi có tính toán gì không? Thật sự phải bị một cái khác chủng tộc sở thống trị sao? Nghe nói xà tộc văn minh khoa học kỹ thuật trình độ phi thường cao, đã vượt qua nhân loại, bị thống trị nói, kỳ thật cũng có một ít chỗ tốt, chờ có cơ hội rời đi địa cầu, chúng ta nhân loại hoàn toàn có thể lại tìm kiếm một viên tinh cầu phát triển. Hiện tại ta lo lắng nhất chỉ có một vấn đề, trước kia ta là một cái đại tham ăn, ngày thường không có ăn ít thịt trắng uống xà canh, ta liền muốn biết, đến lúc đó cái này xà tộc văn minh sẽ trả thù ta sao? Có thể hay không đem ta cũng hầm đến ăn, online chờ, cấp. Những cái đó quái vật trong ánh mắt có thể phun ra ra la dê tới, liền cùng đảo quốc manga anim trung quái vật giống nhau, hơn nửa loại này cấp bậc số lượng, chỉ sợ về sau chúng ta nhân loại toàn bộ đều sẽ trở thành đồ ăn đi. Nếu là loại kết quả này, ta còn không bằng tự sát tính. Hô hô. Đương nhân loại ở vào hoàn cảnh xấu, chiến tranh sắp kết thúc thời điểm, trên mạng cơ hồ là một mảnh kêu lên, cũng có một ít người bắt đầu ở trong lòng tính toán như thế nào vì chính mình tìm một cái đường lui. Thời gian ở nhanh chóng trôi đi. Một giờ, tây bộ hải vực thường ít nhất có một ngàn con chiến hạm bị biến dị giả thú đàn sở chiếm lĩnh. Hai cái giờ, có giống nhau chiến hạm bị bắt giữ. Ba cái giờ, sở hữu giám can đảm phản kháng liên quân, toàn bộ đều bị cắn nuốt, một ít lập tức đầu hàng, hơn nửa buông vũ khí quân nhân nhóm bị tạm thời giữ lại, khống chế chiến hạm số lượng đã đạt tới 3 phần tư. 4. 4 cái giờ. Mễ quốc phái tới này phiến hải vực thượng tàu sân bay, có 8 con bị bị khống chế. Dấu khai căng thượng. Làm lần này tác chiến tổng chỉ huy môn la, đang ở đối với máy truyền tin liều mạng trống giận, xong đời, như vậy đi xuống, sở hữu chiến hạm toàn bộ đều sẽ bị này đó bọn quái vật sở khống chế, chúng ta hiện trường mỗi người đều sẽ tử vong, thỉnh cầu phóng ra đạn hạt nhân, đối với bên này phóng ra đạn hạt nhân, tình nguyện đem hết thảy đều hủy diệt, cũng không thể để lại cho này đó bọn quái vật. Nếu là phía trước, bên cạnh những cái đó quan lớn nhóm, có lẽ không dám có ý kiến gì. Nhưng là, nhìn đến biến dị giả thú đàn kia thổi quét chi thế. Lại nghe được môn la này tính toán đồng quy vu tận ý tưởng, bên cạnh rốt cuộc có quan lớn nhịn không được. Câm miệng, môn la. Ngươi muốn chết liền đi tìm chết đi. Chúng ta nhưng không bồi ngươi. Ta vừa rồi chính là thấy được, không ít trực tiếp đầu hàng nhân loại, bọn họ cũng không có giết chết, ta nguyện ý đầu hàng xà tộc văn minh. Lách cách. Nói lời này chính là một người trung tướng, khí vũ hiên ngang, nhưng là sắc mặt trắng bệch nói chuyện đồng thời một tay đem chính mình trên ngực huân chương toàn bộ xả xuống dưới lách cách một chút ném ở trên mặt đất sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới dấu khai căn bên ngoài đi đến ta cũng muốn đầu hàng nhân loại đã không có bất luận cái gì hy vọng môn la thượng tướng ta khuyên ngươi hiện tại lập tức từ bỏ thông tin nói cách khác ta cần phải nổ súng lại có người gầm nhẹ lúc này là một người thiếu tướng trên mặt cơ bắp run rẩy trong tay lấy ra một phen kim sắt súng lục chỉ hướng về phía môn la đầu xong rồi đã chết thượng trăm vạn liên quân này đó bọn quái vật căn bản giết không chết thậm chí chúng ta sau lưng chính phủ đều đã từ bỏ chúng ta môn la từ bỏ đi như vậy chúng ta ít nhất còn có một tia sống sót hy vọng có người mở miệng khuyên giải an ủi các ngươi mà đã sắp điên cùng môn la xoay người nhìn đi theo chính mình những cái đó các quân quan sắc mặt một trận thanh một trận bạch nửa ngày trong miệng mới học ra như vậy hai chữ tới đã từng ở trên chiến trường kiêu dũng giết địch đã từng đối mặt vô số địch nhân bao vây tiểu trừ, chút nào không sợ hãi. Đã từng tuyên thệ vĩnh viễn nguyện trung thành mễ quốc vì tự do, hòa bình, bình đẳng mà nỗ lực. Nhưng là hiện tại, những người này thế nhưng toàn bộ lựa chọn đầu hàng sao, thậm chí còn lấy ra súng lục chỉ vào đầu mình. Những cái đó chính là biến dị giả thú, là quái vật, chúng ta là nhân loại. Các ngươi làm nhân loại quan lớn, thật sự muốn đầu hàng. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa, các ngươi cha mẹ, thân nhân, còn có tất cả đồng bào nhóm đều đem vạn kiếp bất phục, trở thành bọn họ nô lệ, sủng vật, thậm chí là đồ ăn, môn la hai mắt huyết hồng, thấp giọng giận mắng. Chúng ta chỉ là không muốn chết. Môn la, không cần lại đánh, không cần liên hệ bọn họ. Đừng ép ta, môn la. Nhưng mà, những cái đó quan lớn nhóm, căn bản nghe không vào cửa la này phiên lý luận, bọn họ lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói. Trên thực tế đương biến dị giả thú đàn giá, phi thuyền đi vào tây bộ hải vực trên không thời điểm, này đó quan lớn nhóm nội tâm cũng đã bắt đầu dao động biết xác, bọn họ đã từng đều huy hoàng quá, chính là đương bình tĩnh giàu có sinh hoạt quá đến lâu lắm, đã sớm đưa bọn họ chiến ý tiêu ma, bọn họ. Thật sự chỉ là muốn sống sót mà thôi. Tư tư tư. Liền tại đây phòng chỉ huy trung, không khí đều mau động lại khi, trên màn hình lớn, đột nhiên xuất hiện một đoàn bông tuyết, phát ra tư tư thanh âm. Ngay sau đó, một người ăn mặc tây trang, sắc mặt lạnh lùng nam nhân xuất hiện. Mễ quốc, quốc hội chủ tịch, thêm văn. Người nam nhân này xuất hiện nháy mắt, phòng chỉ huy trung, sở hữu quan lớn nhóm, lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, đây là chủ trưởng lập pháp quyền, ở toàn bộ mễ quốc đều được hưởng vô cùng tôn sùng địa vị nam nhân A. Chỉ là, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện? Mông la thượng tướng, còn có các vị các hạ, các ngươi hảo. Tây bộ hải vực mặt trên chiến tranh thất bại, toàn thế giới đều đang nhìn, này đối chúng ta nhân loại mà nói, là xưa nay chưa từng có tai nạn. Nhưng là, này cũng không đại biểu chúng ta nhân loại cũng đã thất bại. Hiện tại này đó bọn quái vật, tự xưng xà tộc văn minh, ý đồ tù binh chúng ta nhân loại chiến hạm lấy tăng cường chính bọn họ thực lực loại chuyện này là tuyệt đối không thể cho phép phát sinh vừa rồi chúng ta sở hữu nghị viên đã thương lượng quá hiện tại mễ quốc sẽ từ ta thêm văn tới phụ trách chính quyền hơn nửa liền ở vừa rồi an toàn bộ môn đem hạch chìa khóa giao cho trong tay của ta hiện tại ta quyết định đối tây bộ hải vực tiến hành toàn diện hạch bao trùm thêm văn xuất hiện lúc sau thanh âm lạnh băng cơ hồ không có bất luận cái gì dông dài trực tiếp quát ra như vậy một phen lời nói ra tới thanh âm rơi xuống. Phòng chỉ huy trung, nháy mắt yên tĩnh. Chương 400, này đàn đáng chết mễ quốc người. Hạch, đạn hạt nhân. Chúng ta đây đâu? Thêm văn các hạ, không cần A. À. Nơi này còn có không ít nhân loại tồn tại, hạch bao trùm nói, tất cả mọi người sẽ chết. Sang văn võng. Không được, không thể như vậy, ta cự tuyệt. Tuyệt đối không được, thêm văn các hạ, cho chúng ta thời gian, chờ chúng ta rời đi sau, lại sử dụng đạn hạt nhân đi vừa rồi này đó ý đồ uy hiếp môn la quan lớn nhóm nghe xong thêm văn nói sắc mặt cùng biến có người thanh âm mang theo cầu xin có người còn lại là tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ chỉ là bọn họ những lời này đối trong màn hình thêm văn không có bất luận cái gì ảnh hưởng muốn sử dụng hạch đã kích trước muốn tỏa định mục tiêu may mà ở này đó chiến hạm thượng đều có hệ thống định vị bất quá những cái đó còn chưa đủ dấu khai căng là những cái đó biến dị lũ giả thú cuối cùng mục tiêu chúng ta đã theo dõi đến đại lượng biến dị lũ giả thú đang theo dấu khai căng đi tới. Cho nên, ta quyết định, đem trung tâm nổ mạnh khu đặt ở dấu khai căng thượng. Các vị, các ngươi đều là mễ quốc anh hùng, mặc kệ lần này oanh tạc hay không thành công, nhân loại đều sẽ ghi khắc các ngươi. Ít nhất, các ngươi vì nhân loại tranh thủ một ít thời gian. Thêm văn trong thanh âm, không có bất luận cái gì trì độn, cũng không có bất luận cái gì đồng tình, nói xong câu đó thời điểm, hắn còn vẽ mặt nghiêm túc đối với màn hình thật sâu cúc một cung, thân thể đều mau công đến 90 độ. Lúc này, video ở hơi chút thay đổi. Trong màn hình, xuất hiện một người mễ quốc các lục địa châu trường nhóm. Trong đó không ít người, vẫn là cùng môn la cùng với này đó quan lớn nhóm, có phi thường hữu hảo quan hệ, nhưng là ở hiện tại, bọn họ thế nhưng không có bất luận cái gì một người đứng ra phản đối. Xôn xao Biển rộng phía trên, thân thể chiếm cứ, ngẫu nhiên hơi chút vừa động, đều có thể nhấc lên thật lớn sóng biển, ra xôn xao thanh âm. Diệp Bắc Lần này chiến tranh, chúng ta tổn thất đại khái một vạn tám nghìn đầu biến dị giả thú, bọn họ tử vong, hoàn toàn là bởi vì vọt tới chiến hạm thượng khi, những cái đó chiến hạm đột nhiên tự bạo mới có thể tử vong. Trừ cái này ra, bị thương biến dị giả thú số lượng qua 50 vạn, nhưng là này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn, ở cắn nuốt xong nhân loại sau, hoặc là tiến vào biển rộng cắn nuốt nhất định số lượng loại cá sau, bọn họ đã toàn bộ khôi phục. Cổ Nguyệt ngồi ở huyết nguyệt trên người, huyền phù ở diệp bắc trước mặt, bình tĩnh cấp diệp bắc hội báo chiến trường tình huống. Trận chiến đấu này, Cổ Nguyệt là phụ trách trưởng quản toàn cục. Vương, chúng ta tổng cộng khống chế hai vạn 1533 con chiến hạm, 8 con tàu sân bay, bất quá, những nhân loại này đều quá giảo hoạt, thế nhưng căn bản không sợ chết, rất nhiều người ở chúng ta tiếp cận sau, liền trực tiếp đem chiến hạm cấp tự hủy. Vương Văn thân thể liền chiếm cứ ở Diệp Bắc bên cạnh. Suy suy. Nói chuyện khi, phung tinh tử, trên người sát ý hôi hổi. Vừa rồi sử dụng chết hết khi, chiến đấu cơ đã toàn bộ hủy diệt, lúc này đây, chúng ta biến dị giả thú quân đoàn đại hoạch toàn thắng vương kế tiếp nói chúng ta nên đi nơi nào những nhân loại này chủ động khiêu khích chúng ta ta cảm thấy cũng cho bọn hắn tới điểm giáo húng mới là kim sư tử cũng ở trong nước lộ ra kia thật lớn đầu trong miệng gầm nhẹ nếu là cho ta một tháng thời gian ta có thể bảo đảm ở sở hữu chiến hạm thậm chí tàu sân bay thượng toàn bộ trang bị hảo phản trọng lực động cơ cùng đẩy mạnh khí hơn nữa đem bên trong đạn dược toàn bộ bỏ thêm vào xong tony bị khải tác đặt ở trên vai hiện tại hắn đã là hoàn toàn đứng ở biến dị giả thú bên này, đối nhân loại không có bất luận cái gì hảo cảm. Còn có một con thuyền tàu sân bay vẫn luôn đều ở kịch liệt phản kháng, vừa rồi ta đã làm đại lượng biến dị loài chim bay đi bên kia, hơn nữa kia tàu sân bay hình như là lần này nhân loại liên quân trung tâm chỉ huy chỗ, vương, những người đó muốn toàn bộ cắn nút sao. Huyết nguyệt múa may cánh, không ngừng phiến ra từng đợt cơn lốc. Đến nỗi dịp bắt. Trong ánh mắt giếng cổ không gần sóng. Kiên nhẫn nghe này đó bọn thuộc hạ hội báo. Đương huyết nguyệt nói xong lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, chúng ta thời gian không phải rất nhiều, một vòng trong vòng, cần thiết hoàn toàn khống chế địa cầu, một tháng trong vòng, làm toàn cầu khôi phục trật tự, hơn nữa mau triển khoa học kỹ thuật. Đến nỗi nhân loại, nên giết liền sát, nên cắn nuốt liền cắn nuốt. Kế tiếp nói, tiếp tục nhanh hơn biến dị giả thú quân đoàn số lượng, đem tổng số lượng bảo trì ở 100 triệu trong vòng, phóng xạ toàn cầu. Suy suy, dịp bắt thanh âm khàn khàn, ánh mắt u oán Đã từng, làm nhân loại, khi còn nhỏ, Diệp Bắc ảo tưởng quá trở thành đại anh hùng, trở thành nhân loại chú cứu thế, đã chịu vô số người sùng bái cùng truy phủng. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ đến quá, chính mình có một ngày sẽ trở thành hủy diệt nhân loại cái kia tội ác chi nguyên. Bất quá. Hiện tại hắn Diệp Bắc sở làm, cũng này đây mặt khác một loại phương thức ở cứu vớt toàn bộ địa cầu A. Thần thú văn minh. Bác giác văn minh. Sao trời xà. Địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật quá yếu, làm nhân loại tiếp tục đi triển, căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi cơ hội. Nghĩ vậy một chút sau, Diệp bắt thực mau lại bình thường trở lại. Là, Vương. Là. Là. Bên cạnh, Vương Văn, Kim Sư Tử, Huyết Nguyệt, Khải Tác, Xuân Hoa Thu Nguyệt, tìm hoa mua vui bọn họ sôi nổi gật đầu. Đặc biệt là Diệp bắt kia một câu, nên giết sát, nên ăn ăn, làm cho bọn họ trong ánh mắt toàn bộ đều là hưng phấn cùng cùng nhiệt. Ký chủ, từ 51 khu ra tới, đến cắn nuốt nhiều như vậy nhân loại cùng sinh vật, Ngươi hẳn là mau chóng tìm địa điểm hoàn thành gian tiến hóa, đồng thời tiến hóa điểm số cũng sắp lại lần nữa mãn cấp hệ thống thanh âm rất là đột ngột loại này thời điểm xuất hiện ở dịp bắc trong đầu. ân Bất quá liền ở dịp bắc chuẩn bị hồi một câu ta biết khi đột nhiên trái tim đột nhiên hung hăng nhảy dựng một loại quen thuộc nguy cấp cảm ở dâng lên hệ thống loại cảm giác này là cùng sahara trong sa mạc khi giống nhau ký chủ bị đạn hạt nhân tỏa định phương hướng đến từ mỹ quốc hẳn là bọn họ không cam lòng thất bại chuẩn bị đối ký chủ lại lần nữa tiến hành hủy diệt tính đã kích đi. Hệ thống nhưng thật ra không có dấu giếm. Suy. Nghe được lời này, Diệp Bắc hai mắt đột nhiên trừng, lưỡng đạo lạnh băng sát ý, từ hắn trong ánh mắt bạo ra tới. Bên cạnh Kim Sư Tử, Vương Văn bọn họ cảm nhận được này đột nhiên xuất hiện sát ý sau, thân thể mảnh rung, hai mắt nháy mắt đã bị sợ hãi sợ chiếm mãn. Vương, xin chuyện gì? Kim Sư Tử lập tức hỏi đến. Diệp Bắc. Làm sao vậy? Cổ Nguyệt cũng là có chút nghi hoặc chẳng lẽ lại càng cường đại sinh vật muốn lại đây khải tác nghe răng trợn mắt hắn gần nhất tiếp xúc đến tin tức rất nhiều biết thần thú văn minh tồn tại cũng biết có càng cường ngoại tinh sinh vật hiện diệp bắt biểu tình không đúng hắn đệ nhất cảm giác chính là có nguy hiểm nhân loại đáng chết đáng chết mễ quốc bọn họ lại hướng tới nơi này bắn đạn hạt nhân sát ý chật ních diệp bắt phun tin tử trực tiếp đem chân tướng nói cho đại gia cái gì mà nghe được lời này vương văn kim sư tử Quyết nguyệt bọn họ tất cả đều một bộ không thể tin được bộ dáng. Sahara hạch bạo sự kiện, bọn họ toàn bộ ký ức hãy còn mới mẻ. Cái loại này hủy diệt tính vũ khí, nhân loại thế nhưng còn muốn tới một lần.